nơi nương tựa thực sự để chữa lành khổ đau là gì? 2600 năm về trước, Đức Phật của chúng ta cũng từng đặt câu hỏi như thế này. Khi Ngài trải qua những cái khó khăn, những cái đau khổ của sinh lão bệnh tử, quan sát và quán chiếu rất nhiều người cũng đang khổ, thì Ngài đã thực sự đặt một cái câu hỏi bên trong chính mình là điều gì mang lại sự tự do, sự giải thoát thực sự? Điều gì là nơi nương tựa thực sự? Điều gì mang lại sự giải thoát thực sự? Khi ta khổ đau, khi ta khó khăn, khi ta tổn thương, thì điều gì thực sự giúp chúng ta chữa lành? Thì hôm nay Hiên Dương vì sao lại đưa cái khái niệm là ba cái nơi nương tựa chân thực? Đây là một khái niệm rất là lớn trong Phật Pháp, và Hiên Dương cũng chỉ là một cái gạch nối rất là nhỏ bé thôi, để hy vọng với những cái ý hiểu, với những cái gì mà mình biết một chút về Phật Pháp, về những cái ứng dụng của nhân quả, của trí tuệ cổ xưa, thì giúp cô chú anh chị chúng ta chữa lành được lo âu, chữa lành được mất ngủ từ những bài giảng này. Vì vậy nếu ai hoan hỷ, thông cảm thì chúng ta hãy lắng nghe. Còn ai mà không cảm thấy phù hợp thì chúng ta cũng không nhất thiết phải nghe những cái bài giảng như này. Bởi vì Hiên Dương rất mong rằng khi chúng ta nghe các bài giảng như này thì chúng ta có một cái tâm hoan hỷ, một cái tâm chia sẻ đồng cảm, và một cái tâm nghiêm túc lắng nghe để chúng ta thực hành, chúng ta tu sửa bản thân của mỗi người. Và bây giờ Hiên Dương sẽ chia sẻ đến ba cái nơi nương tựa chân thực để giúp chúng ta giải thoát khỏi những khổ đau, để giúp chúng ta có được một cái công thức chúng ta tự chữa lành bản thân mình. Thì nơi nương tựa đầu tiên đó chính là Phật tính, hay nói cách khác là sự nhận thức đúng đắn. Trong đạo Phật chúng ta gọi là ba cái nơi nương tựa này là Phật, Pháp và Tăng. Và Hiên Dương muốn dùng những cái khái niệm chân thực hơn, mộc mạc hơn, giản dị hơn, để chúng ta không bị kẹt vào các cái khái niệm này là tôn giáo hay là một cái gì đó rất là khó, mà chúng ta chỉ cần hiểu nó là một cái khái niệm rất là đơn giản để chúng ta ứng dụng một phần vào trong cái cuộc sống của mình, giúp mình bình an hơn. Thì nơi nương tựa đầu tiên đó là Phật tính, hay nói cách khác đó chính là sự nhận thức đúng đắn. Sự nhận thức đúng đắn. Nơi nương tựa thứ hai đó là Pháp. Pháp chính là cái con đường đi đúng đắn. Nơi nương tựa thứ ba đó là Tăng. Tăng thì Hiên Dương gọi đó là một cái tình yêu. Một cái tình yêu. Khi chúng ta kết nối được ba cái nơi nương tựa chân thực này thì bản thân chúng ta sẽ tự nâng dậy được bản thân mình, và mình sẽ thấy mình tự chữa lành được. Khi chúng ta hiểu sâu sắc những cái điều này và chúng ta đi theo ba cái nơi nương tựa đích thực đó, thì chúng ta sẽ có được những cái thành quả cho chính bản thân mình. Và Hiên Dương xin nói lại, trong Phật Pháp thì chúng ta gọi là Phật, Pháp và Tăng. Còn trong những khái niệm mà Hiên Dương cố gắng chuyển cái ngôn ngữ để mọi người được hiểu, thì Hiên Dương gọi nơi nương tựa đầu tiên đó là sự nhận biết đúng đắn, là Phật tính. Nơi nương tựa thứ hai là Pháp, là con đường. Và nơi nương tựa thứ ba là Tăng, có nghĩa là tình yêu. Thì chúng ta có thể viết xuống ba cái nơi nương tựa đích thực đó. Một, đó là Phật tính, sự nhận biết. Hai, đó là Pháp, là con đường. Và ba là tình yêu. Chúng ta viết xuống đi ạ. Có thể viết rất là đơn giản, vắn tắt thôi. Chúng ta viết xuống sự tỉnh thức, con đường và tình yêu. Hoặc ai mà chúng ta không thích viết cái sự tỉnh thức thì mình viết là sự nhận biết cũng được. Sự nhận biết, con đường và tình yêu. Còn ai mà chúng ta quen với khái niệm Phật Pháp Tăng thì chúng ta viết Phật Pháp Tăng cũng được. Còn Hiên Dương thì khuyến khích chúng ta nên chuyển ngữ, chuyển cái ngôn ngữ làm sao chúng ta dễ ứng dụng nhất trong đời sống. Chúng ta sẽ có thể viết là sự nhận biết, con đường và tình yêu. Sự nhận biết, con đường và tình yêu. Chính những cái ở nơi nương tựa đích thực này mà trước đây Hiên Dương cũng không biết gọi nó là Phật Pháp Tăng đâu. Mà Hiên Dương may mắn là có cái duyên khi mình gặp những cái tổn thương xung đột trong mối quan hệ của Hiên Dương. Và Hiên Dương cũng có một thời kỳ mình bị thất nghiệp, mình bị hoang mang về bản thân, mình cảm thấy mất điểm tựa. Cái lúc mình bị stress rất là nặng, bị mất ngủ, bị những cái chứng ở bên trong tâm lý của mình nó làm náo loạn cái đời sống nội tâm ấy. Thì lúc đấy may mắn Hiên Dương đã biết đến ba cái con đường này, ba cái nơi nương tựa này. Và thực sự nó đã thay đổi bản thân Hiên Dương từ bên trong. Tức là thay đổi từ cái nhận thức của mình, thay đổi từ cái tầng năng lượng của mình. Từ cái bên trong của mình thì mình bắt đầu mình hướng đi theo ba cái nơi nương tựa này. Và chính là nhờ mình có những cái nơi nương tựa như vậy mà mình đã thực hành và mình nâng dậy được bản thân.
khi chính bản thân Hiên Dương nâng dậy được mình thì từ đấy mình mới giúp được những người khác. Và trước đây thì Hiên Dương hiểu một cách rất là thô sơ về Phật Pháp, mình không có hiểu hết, thậm chí mình hiểu lầm. Mình hiểu lầm về Phật Pháp là nói đời là khổ, rồi là phải diệt đi những cái ham muốn, diệt đi những cái khát vọng. Tức là mình không có hiểu đúng. Khi mình không hiểu đúng thì mình có thể thực hành sai. Nhưng rất may mắn là Hiên Dương đã tìm được đúng những cái nơi nương tựa như thế này. Và Hiên Dương bắt đầu hiểu Phật tính thực sự bên trong mình là điều gì, mình nên đi theo con đường như thế nào, mình tu sửa bản thân mình như thế nào thì mình có thể chữa lành bản thân, mình chữa lành những cái vết thương bên trong mình. Và từ cái việc mình chữa lành mình thì mình giúp đỡ được những cái người thân, giúp đỡ được những người ngoài xã hội ngoài kia, thậm chí trên cộng đồng của Hiên Dương ở kênh YouTube này còn giúp đỡ rất là nhiều cô chú anh chị mà chúng ta ở những cái đất nước khác nữa. Họ cũng đang thực hành và họ tự nâng dậy bản thân mình mỗi ngày. Nên là cái con đường này là con đường với Hiên Dương, đó là một cái sự thực tập đúng đắn. Và Hiên Dương sẽ đi theo với những cái trí tuệ này, với cái sự thực tập này để có thể giúp đỡ mọi người được nhiều hơn. Vậy thì chúng ta sẽ đến với cái nơi nương tựa đầu tiên, đó chính là nơi nương tựa vào Pháp. Nương tựa vào Pháp là điều gì? Pháp chính là cái con đường. Chúng ta đừng hiểu cái gì đó máy móc hay là khó quá. Chúng ta hãy hiểu đơn giản Pháp là gì. Pháp là phương pháp, Pháp là con đường. Vậy con đường đúng đắn là gì? Thì cái nơi nương tựa của con đường đúng đắn này thì mình sẽ nhìn thấy là Pháp có nghĩa là một cái phương pháp. Vậy thì chúng ta sẽ đi theo cái phương pháp đúng đắn. Phương pháp đúng đắn ở bên ngoài, đúng không ạ? Cái sự biểu hiện của Pháp đó là những cái khóa học, những cái quyển sách, hoặc những cái phương pháp mà mình cảm thấy nó phù hợp cho mình, hoặc là những video giảng dạy chẳng hạn. Thì đó là những thứ mà nó đúng đắn, thì nó sẽ cho mình một cái con đường đi. Ví dụ như Hiên Dương trước đây cũng tham gia rất là nhiều khóa học, thậm chí cũng lên YouTube nghe rất là nhiều video của các thiền sư hoặc là những chuyên gia người ta giảng. Thế khi mình nghe thì mình học được rất là nhiều điều. Và các cái video đúng đắn có nghĩa là nó giúp mình có thể phát hiện ra cái tiềm năng của mình, giúp mình sống là chính mình, giúp mình tự nâng đỡ bản thân mình, giúp mình tự chữa lành mình. Thì đó là những cái pháp đúng. Những cái pháp đúng là phải giúp mình nâng đỡ được mình, giúp mình được là chính mình, giúp mình cảm thấy bình an hơn, thì đó là pháp đúng. Vậy thì chúng ta có thể thấy cái con đường thứ nhất này, đúng không ạ? Cái nơi nương tựa thứ nhất đó là pháp. Thì pháp có thể hiện diện ở khắp mọi nơi. Nó có thể là những cái video giảng dạy, đó có thể là những quyển sách, đó có thể là những khóa học. Nên chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy ở rất nhiều nơi, ở bên ngoài chúng ta cũng có thể nhìn thấy. Nhưng cái pháp nhiều hơn, cái pháp sâu hơn mà Hiên Dương muốn nói đến cho mọi người ấy, là cái nơi nương tựa của mình ấy, đó là cái pháp bên trong. Cái pháp bên trong là gì? Hay nói cái khác là cái con đường bên trong mình ấy, để mình chữa lành mình, để mình nâng dậy mình là gì? Đó chính là cái pháp giúp mình nương tựa vào cái khoảnh khắc hiện tại, an trú trong hiện tại. Nói cái khác là mình có thể đưa mình về hiện tại liên tục ở bên trong mình, thì lúc đấy chính là một cái con đường đúng đắn. Và mọi người thấy rất là mơ hồ khi mà chia sẻ những cái đoạn như này. Thậm chí có những người họ không hiểu là chánh niệm là gì, sao nói đến rất là nhiều, và đưa về hiện tại thì ai mà chẳng biết. Có những người họ đã từng comment, đã từng viết xuống những cái ô bình luận trong cái kênh YouTube của Hiên Dương như vậy. Và Hiên Dương cũng xin phép để chia sẻ đó là nói thì rất dễ, đúng không ạ? Biết cũng rất dễ, nhưng để thực sự hiểu, hành, để nó tạo ra một cái thành quả cho bản thân mình ấy, thì nó không dễ. Chúng ta để hiểu pháp ở bên trong chính là con đường bên trong. Vậy con đường bên trong đúng đắn có nghĩa là mình phải đưa mình được về hiện tại thật là nhiều, để mình có thể tự chữa lành này, rồi có thể nâng đỡ mình này, rồi có thể tận hưởng được cuộc sống này, rồi có thể tiệm cận được một cái sự bình an chân thực. Vậy thì đó chính là một cái pháp đúng. Nhưng cái cách thực hành thì nó phải có những cái bước, có những cái lớp thực hành. Và cái việc mà chúng ta thực hành nó có rất là nhiều những cái khó khăn. Khó khăn ở đây là gì? Đó là chúng ta quen với cái việc là chúng ta đồng nhất bản thân rồi. Tôi là nỗi đau này, tôi bị đối xử tàn tệ này, tôi là nạn nhân này, tôi là kẻ bị tách biệt này, tôi không thuộc về ai cả, tôi không được ai yêu thương, tôi không được ai nâng đỡ. Chúng ta quá quen với cái sự đồng nhất mình là một cái sự tiêu cực đó rồi. Nên khi mình thực hành ấy, bắt đầu khó dần. Mình không thể nào mà thấy mình tận hưởng được. Mình không thể nào mình thấy là mình và nỗi đau là hai cái thực thể khác nhau. Mà mình quá quen là tôi là nỗi đau này rồi. Nên khi nỗi đau nó tìm đến mình thì ngay lập tức mình cuốn theo nó, ngay lập tức mình hòa vào nó và mình hợp nhất với nó ngay lập tức.
Nên đó là một cái khó khăn trên cái bước đường mà chúng ta thực hành làm sao để chúng ta có mặt với bản thân và chúng ta không đồng nhất mình với nỗi đau nữa. Thì đó là một cái khó khăn. Tuy nhiên, vì con đường này là con đường đúng đắn nên chúng ta cần phải có một cái sự rèn luyện để chúng ta vượt qua cái khó khăn đó. Vậy thì cái cách chúng ta rèn luyện như thế nào? Rèn luyện rất đơn giản, đó là chúng ta hãy đặt những cái câu hỏi như là: ngay lúc này, điều gì đang xảy ra ở bên trong mình? Ngay lúc này, điều gì xảy ra bên trong mình? Ví dụ chúng ta có thể trả lời là: bên trong tôi có một cảm giác giận dữ, bên trong tôi có một sự hoài nghi, bên trong tôi có một cái nỗi sợ, sợ sự thất bại, sợ sự phán xét, sợ người khác không coi trọng mình, sợ người khác từ chối mình, sợ mình một mình, sợ mình sẽ chết. Vậy có nghĩa là khi mình hỏi bên trong mình, đúng không ạ? Mình biết điều gì đang xảy ra với mình. Và khi mình hỏi xong, và mình hãy tiếp tục một cái câu hỏi nữa, đó là: tôi có thể cho phép điều này xảy ra không? Tôi có đồng ý chấp nhận điều này xảy ra không? Nếu câu trả lời là tôi không chấp nhận, vậy có nghĩa là tôi đang phản kháng. Tôi đang có một cái thái độ, đó là mình muốn xua đuổi những cái nỗi đau bên trong mình. Vậy thì khi mà mình có sự phản kháng như vậy thì có nghĩa là mình muốn chạy xa khỏi hiện tại, đúng không ạ? Mình không muốn chấp nhận mình trong cái khoảnh khắc hiện tại có cái cảm giác khó chịu đó. Vậy thì khi mình chạy xa trong hiện tại thì Hiên Dương vừa phân tích ở lúc đầu cái bài chia sẻ này, đó là khi mình chạy xa khỏi hiện tại thì mình mất năng lượng, thì mình không thể bình an được, thì mình sẽ quy y sai lầm, hay nói cái khác là mình sẽ nương tựa vào một cái điểm tựa sai lầm. Và như một người đang khát mà tiếp tục uống một cốc nước muối, mình sẽ khát tiếp, rồi mình sẽ quay lại nỗi đau. Vậy mình có muốn điều đấy xảy ra không? Nếu mình không muốn mình quay lại với nỗi đau thì mình cần phải cho phép, mình cần phải chấp nhận những cái điều đó xảy ra trong hiện tại, và mình đón chờ, đón chào tất cả những cái thứ nó đến với mình bằng cái tâm thái mình đón nhận. Khi mình đón nhận thì bỗng dưng tất cả những cái điều đó bắt đầu nó xoa dịu được cái năng lượng và mình bảo toàn được bản thân mình. Còn nếu mình tiếp tục phản kháng, mình tiếp tục chiến đấu, mình tiếp tục kiểm soát và chạy xa khỏi hiện tại thì ngay lập tức, một thời gian sau, cơn đau khổ trầm trọng hơn và mình bị các cái chứng tâm lý nghiêm trọng hơn. Nên cái cách thực hành ở đây nó rất là đơn giản thôi, là mình hãy liên tục hỏi xem ngay khoảnh khắc hiện tại này điều gì đang xảy ra bên trong mình. Tôi có sợ không? Tôi có thấy bất an không? Tôi có thấy lo lắng không? Tôi có sợ thất bại không? Hãy hỏi tất cả điều đấy. Nếu có thì mình tập: à, tôi sẽ chấp nhận, tôi sẽ chào đón tất cả điều đó đến với mình. Hãy chấp nhận, hãy chào đón. Và chúng ta đừng nghĩ rằng khi mình chấp nhận thì nó đau đớn hơn, mình đừng nghĩ như thế. Bởi vì sự đau đớn chỉ đến khi mình phản kháng thôi. Khi mình càng phản kháng thì cái não của mình nó căng này, các tế bào cũng càng ngày càng căng lên và mình mất năng lượng. Còn khi mình đón nhận này, mình chấp nhận thì tất cả những cái điều đó nó sẽ xoa dịu xuống. Thì đó mới là cơ chế của chữa lành. Nên khi mình hỏi xem điều gì xảy ra bên trong mình thì hãy đón chào, hãy chấp nhận, hãy cho phép những điều đó nó được xảy ra. Thì đó chính là một cái cơ chế rèn luyện giúp chúng ta đi theo một cái pháp đúng đắn, hay nói cái khác, đi theo cái con đường chữa lành đúng đắn. Có một vị thiền sư đã nói như thế này, thì Hiên Dương xin phép đọc lại cho mọi người để chúng ta có thêm một cái sự hiểu biết đúng đắn cho cái cách thực tập của chúng ta. Thì thiền sư đã nói như này: hãy quay trở lại với điều mà chúng ta cả đời trốn tránh. Hãy nghỉ ngơi trong trải nghiệm cơ thể ở thời điểm hiện tại, dù đó là trải nghiệm bị tổn thương, sợ hãi, cô đơn hay bất công, vân vân. Hãy quay trở lại với điều mà cả đời chúng ta trốn tránh. Có nghĩa là thiền sư muốn nhắn chúng ta, đó là cả đời chúng ta đã chạy trốn khỏi hiện tại, cả đời chúng ta đã chối bỏ những cảm xúc bên trong mình, cả đời chúng ta né tránh hoặc là đè nén xuống những cái cảm nhận của mình, mình không đối diện với chính mình. Vậy thì tập thiền chánh niệm hoặc là cái cách nương tựa đúng đắn, đó là mình phải quay lại hiện tại này và trải nghiệm tất cả những cảm giác đó, dù là tổn thương, sợ hãi, cô đơn hay bất công. Khi mình trải nghiệm tất cả những điều đó trong khoảnh khắc hiện tại, mình cho phép tất cả điều đó xảy ra, thì ngay lập tức mình không còn đồng nhất mình là cái nạn nhân đó nữa. Khi ta trở thành người quan sát thì bỗng dưng ta thấy mình đứng ngoài cái nỗi đau đó, mình đứng trên cái nỗi đau đó,
và từ đó cái năng lượng của cái nỗi đau nó được xoa dịu dần đi. Nếu chúng ta chưa tin tưởng điều này thì chúng ta có thể tự trải nghiệm các cái bài thiền trên kênh của Hiên Dương. Và Hiên Dương ở đây chỉ là một cái gạch nối nhỏ bé giữa rất nhiều những cái kiến thức, những cái trải nghiệm của người khác hoặc là của những trí tuệ cổ xưa để Hiên Dương nói lại cho mọi người, để mọi người tự thực tập xem à, thực sự điều này có nâng đỡ mình không, có giúp mình không. Trước giờ mình quen phản kháng, quen chống trả rồi, bây giờ mình không phản kháng xem, mình đón chào xem có điều gì nó xảy ra hay không. Và Hiên Dương đã từng nhận được rất nhiều phản hồi của những anh chị. Họ nói rằng á, lúc trước thì họ đạp nỗi đau ra bên ngoài, họ tấn công vào nỗi đau, họ kiểm soát nỗi đau. Nhưng khi họ nghe những bài giảng của Hiên Dương, họ bỗng làm bạn với nỗi đau, họ chấp nhận nó ở bên trong mình, thì bỗng dưng họ thấy có một sự xoa dịu thực sự. Và chúng ta hãy tự trải nghiệm cái điều này xem sao. Hãy nhìn nhận nó bằng cái cách đó là chúng ta đón chào, chúng ta cho phép, chúng ta chấp nhận. Và Hiên Dương cũng nhắc rất là nhiều là cái pháp đúng, hay nói là nơi nương tựa đích thực đầu tiên, đó là mình đi theo một cái con đường đúng. Và con đường đúng thì Hiên Dương nói rất là nhiều trong nhiều video rồi, đó là chúng ta chánh niệm với 4 bước. Chúng ta ứng dụng chánh niệm với 4 bước thì chúng ta sẽ nâng đỡ bản thân mình, tự chữa lành bản thân mình bằng cái con đường đúng đắn. Và 4 cái bước chánh niệm này thì Hiên Dương trong cái bài soạn này, Hiên Dương gọi là 4 bước với 4 chữ N để chúng ta dễ nhớ hơn. Nếu mà ai chưa nhớ thì chúng ta có thể viết xuống, hoặc là chúng ta nhớ theo một cái cách như Hiên Dương vừa nói là có 4 chữ N. 4 chữ N của cái 4 bước thực tập thì chúng ta sẽ nhớ nó. Và mỗi khi chúng ta có vấn đề, có nỗi đau hay một cái sự sang chấn, một nỗi sợ, thì chúng ta hãy ứng dụng 4 cái bước này. Thì cái chữ N đầu tiên đó là chữ N nhận diện. Nhận diện. Chữ N thứ hai đó là chữ N chấp nhận. Nhận diện này, sau đó chấp nhận này. Cái chữ N thứ ba đó là nhìn sâu vào, nhìn sâu. Và chữ N thứ tư đó là nuôi dưỡng. Chúng ta bốn cái chữ N này mà chúng ta nhớ được, chúng ta sẽ thực hành rất là tốt theo đúng cái con đường chánh niệm nâng dậy chính mình. Và đây chính là nơi nương tựa đích thực đầu tiên mà Hiên Dương muốn nhắc mọi người chúng ta một lần nữa, chúng ta có thể tự thực tập ở nhà. Và 4 chữ N này thì Hiên Dương nói rất nhiều video khác rồi, chúng ta có thể nghe lại hoặc là chúng ta có thể tự thực hành ở nhà bằng những cái ý hiểu đơn giản. Nhận diện ở đây là gì? Nhận diện có nghĩa là như Hiên Dương nói đấy, chúng ta quay trở lại hiện tại rồi nhìn vào bên trong mình, hỏi xem điều gì đang xảy ra, cảm xúc gì đang xảy ra, đó chính là nhận diện. Nhận diện chính là chúng ta đơn giản là gọi tên nó lên thôi. À, tôi đang có cảm xúc này, tôi đang có nỗi sợ này, tôi đang có suy nghĩ như thế này. Mình chỉ cần nhận diện nó thôi. Bước thứ hai là mình sao? Mình chấp nhận nó xảy ra. Tức là mình không kháng cự, không chiến đấu và không kiểm soát. Mình chỉ cho phép và chấp nhận nó xảy ra thôi. Thì đó là bước thứ hai. Bước thứ ba rất đơn giản là mình nhìn sâu và xem là điều gì đang chi phối cái cảm xúc này. Có phải tự dưng mình có cảm xúc này không? Tại sao cùng một tình huống, đúng không ạ, cùng một biến cố, nhưng có những người có những cái thang chịu đựng rất là tốt, hoặc là họ vượt qua được, nhưng có những người thì chúng ta cảm thấy yếu đuối, bị nhấn chìm xuống và không thể vượt qua được. Vậy rõ ràng trong mỗi người đều có một cái hệ thống niềm tin và nó chi phối ra cảm xúc. Vậy thì cái bước nhìn sâu này chính là mình nhìn kỹ vào bên trong mình xem mình có một cái hệ thống niềm tin nào đang chi phối mình, có cái suy nghĩ như vậy, có cái cảm xúc như vậy, thì mình cần phải nhìn sâu. Và bước thứ tư chính là mình nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái khối tổn thương đó, cái cảm xúc tiêu cực đó, nó không phải là những cái cảm xúc dễ mà mình có thể vượt qua được, bởi vì nó đã nội kết rất là lâu rồi. Hiên Dương thường nói trong các cái video đó là khi nó nội kết lại, nó kết lại với nhau ấy, nó co lại, nó cứng lại, nó thành những cái khối bên trong. Và khi nó tạo thành những cái khối bên trong như vậy mà mình lại không chăm sóc đúng, mình không đưa cho nó một cái môi trường an lành, lành mạnh để mình nuôi dưỡng nó trở lại, để nó làm lỏng ra, nó loãng cái nỗi đau này ra, thì nó rất khó có thể hồi phục. Nên cái bước nuôi dưỡng là cái bước thứ tư, tức là mình sẽ tạo một cái môi trường, nó có một cái sự nghỉ ngơi, có một cái sự thoải mái, có một cái sự làm lỏng ra, thì cái khối nội kết đau đớn đó nó sẽ được pha loãng. Và khi nó được pha loãng thì những cái căng tức bên trong mình này, những cái khó chịu, những cái nội kết, những cái tổn thương lâu ngày bắt đầu nó được nới lỏng, và từ đó nó được chữa lành mỗi lần một chút, mỗi lần một chút. Thì đó chính là cái phương pháp mà Hiên Dương nói là chữa tận gốc. Chữa tận gốc có nghĩa là mình sẽ đưa vào 4 cái chữ N này, mình thực hành dần dần, thì cái năng lượng khó chịu bên trong mình nó sẽ được xoa dịu, nó sẽ được giảm đi, và mình sẽ tự nâng dậy được bản thân mình là nhờ 4 cái bước này.
Và Hiên Dương cũng xin phép được kể một cái câu chuyện, đó là có một người phụ nữ này, họ làm cho một cái công việc ở một công ty, thì cô ấy rất là gọi là giỏi á, rất là giỏi về năng lực, và cũng có rất là nhiều những cái chuyên môn đặc biệt mà cô ấy thấy khó nhưng cô ấy vẫn có thể vượt qua được. Tức là về phần chuyên môn, về năng lực, cô ấy là một người rất là tốt. Tuy nhiên về cái phần tâm lý thì cô ấy lại luôn luôn bị một cái áp lực, đó là cảm thấy không hợp với sếp. Tức là cô ấy coi rằng sếp là một người rất là khó tính và không có phù hợp. Nên mỗi một cái cuộc họp diễn ra thì cô ấy luôn cảm thấy rất là khó chịu, bức bối, thậm chí có những cái nỗi sợ và cái sự run rẩy ở bên trong khi mà những cái cuộc họp với sếp diễn ra. Và cô ấy thấy là mình cảm thấy càng ngày càng bế tắc, càng ngày càng run sợ nhiều hơn, nên cô ấy đã tìm đến cái phương pháp, đó là phương pháp chánh niệm. Và khi được hỏi là trước đây khi chưa biết đến chánh niệm thì cô ấy từng vượt qua như thế nào khi mà mình đối diện với những cái cuộc họp hay đối diện với một cái người sếp khó tính, thì cô ấy luôn nói là thường trước những cái lúc mà phải đối diện với cái sự sợ hãi hoặc trước những cái cuộc họp thì cô ấy lại liên tục làm việc rất là bận rộn để cô ấy cố quên đi. Và cô ấy sẽ check email rồi là sẽ làm những cái công việc để có thể lấp đầy cái khoảng thời gian đó. Tuy nhiên thì cô ấy nói là cái tình trạng đó nó không giải quyết cho cô ấy điều gì cả, mà nó làm trầm trọng thêm thôi. Bởi vì cái thời gian, những cái điều stress hay những cái sự khó chịu căng thẳng nó không vơi đi mà nó cứ tăng theo hàng ngày. Vì vậy nên cô ấy đã quyết định tìm đến phương pháp là ứng dụng chánh niệm. Và chánh niệm thực sự đã giúp cô ấy rất là nhiều. Tức là khi mà cô ấy thực hành chánh niệm bằng 4 bước mà Hiên Dương vừa nói, thì cô ấy đã nhìn sâu được bên trong mình, trong cơ thể của cô ấy có những cái vùng bị siết chặt, có vùng bị siết chặt và có những vùng bị căng rất là đau. Thì không biết các cô chú anh chị ở đây chúng ta đã từng thực hành 4 cái bước này chưa? Trong cái khóa 30 ngày chánh niệm của Hiên Dương ấy, khóa chuyên sâu, thì cái bài này Hiên Dương nhớ không nhầm đó là vào ngày 17, ngày 18 thì sẽ có cái phần này. Cái phần thực tập này nó rất là quan trọng, bởi vì nó giúp chúng ta có thể tiếp xúc với cái khối tổn thương, cái lỗ hổng tổn thương bên trong mình. Như cô gái này khi cô ấy tiếp xúc thì cô ấy thấy có một cái sự siết chặt, đau đớn ở bên trong cô ấy. Và cô ấy không còn kháng cự như cái lúc trước nữa. Và khi có chánh niệm thì cô ấy chỉ tiếp xúc thôi, và cô ấy cho phép nó diễn ra. Có nghĩa là sự kháng cự trước đây chỉ làm cái khối nội kết đau đớn đấy nó siết chặt mạnh hơn. Thì bây giờ với chánh niệm, chỉ tiếp xúc bằng hơi thở và sự cho phép, thì cái nới lỏng, cái khối đó nó nới lỏng ra. Cứ mỗi ngày nó nới lỏng một chút, nới lỏng một chút, và dần dần thì cô ấy có thể tự mở được ra. Cái khối tổn thương đó nó không còn có một cái năng lượng mạnh để nó thống trị mình nữa, mà chính bản thân cô ấy đã tách ra khỏi được cái khối tổn thương đó và quan sát được nó và có thể làm chủ được nó. Thậm chí là nuôi dưỡng lại nó để nó có thể tự chữa lành và nó được nghỉ ngơi trong một cái không gian của sự bình yên. Và đó chính là cái nguyên tắc thực tập mà Hiên Dương cũng nói trong rất nhiều video rồi. Và trong video này thì Hiên Dương chỉ là nhắc lại một chút 4 cái bước này thôi. Nên nếu mà chúng ta đã từng biết đến thì chúng ta hãy duy trì thực tập. Còn ai mà chúng ta chưa biết đến thì chúng ta cũng hãy tìm các video cũ của Hiên Dương mà chia sẻ về 4 bước chánh niệm này để chúng ta ứng dụng hàng ngày. Nó sẽ có rất nhiều những cái tác dụng và những cái lợi lạc cho chúng ta. Và bây giờ thì Hiên Dương cũng sẽ cho mọi người trải nghiệm một chút, được không ạ? Chúng ta sẽ trải nghiệm một chút cái phần thực tập 4 cái bước ứng dụng chánh niệm với 4 chữ N này để chúng ta có thể thử và có thể tự thực hành ở nhà. Để chúng ta mỗi khi chúng ta bị lo sợ, bị đau đớn, bị tổn thương thì mình có thể ứng dụng 4 cái bước này để chúng ta nâng dậy được bản thân mình. Và nếu chúng ta đã sẵn sàng với cái bài thực tập này thì chúng ta hãy gõ xuống cái phần bình luận chữ sẵn sàng, và chúng ta sẽ điều chỉnh tư thế và chúng ta ngồi thực tập cùng Hiên Dương một vài phút cho 4 bước ứng dụng chánh niệm để chúng ta chữa lành. Và đây chính là nơi nương tựa đích thực đầu tiên giúp chúng ta có thể chữa lành cái sự đau khổ. Nếu chúng ta sẵn sàng thì chúng ta gõ xuống phần bình luận chữ sẵn sàng giúp Hiên Dương. Và chúng ta hãy điều chỉnh tư thế một chút để chúng ta bước vào bài thiền ngắn này.
chúng ta hãy hướng sự chú ý vào bên trong. Bạn có thể nhắm mắt hoặc đưa mắt nhìn xuống dưới, nhìn vào một điểm ở trước mắt của mình. Chúng ta hãy điều chỉnh tư thế và cơ thể để vừa có sự thoải mái, vừa có sự vững chãi. Nếu ai đó bị đau, chúng ta có thể tựa lưng vào ghế để thực hành bài thiền ngắn này. Chúng ta hít thở khoảng 3 hơi thở tự nhiên để ổn định tâm trí, ổn định cơ thể. Hãy hít thở tự nhiên 3 hơi thở. Không cần điều chỉnh, can thiệp vào hơi thở, chỉ cần hít thở tự nhiên, lắng nghe âm thanh tự nhiên. Chúng ta quét tâm trí về những sự kiện hôm nay, hôm qua. Hãy xem những tình huống nào đã xảy ra mà ta quên đi sự hiện diện trong hiện tại. Hãy nhớ đến một tình huống chúng ta bị một tác động nào đó mà ta quên đi sự có mặt trong hiện tại. Tình huống đó có thể là khi bạn đọc tin tức, khi bạn đi bộ, lúc làm việc, hoặc lúc trước khi đi ngủ. Đó là tình huống bạn đã quên mất sự hiện diện của bản thân trong hiện tại, và bạn rơi vào phản ứng tiêu cực. Hãy nhớ về một tình huống như vậy, và chúng ta ấn nút tạm dừng ở tình huống đó. Chúng ta tạm dừng với vài hơi thở tự nhiên, chánh niệm đơn giản là tạm dừng và có mặt cho bản thân trong hiện tại. Hãy nhìn vào trong tình huống đó và nhận diện xem cảm xúc gì đã khiến mình phản ứng tiêu cực. Nhận diện xem cảm xúc gì khiến mình phản ứng tiêu cực. Hãy gọi tên cảm xúc. Đó có thể là nỗi sợ, ghét, giận, ghen tị, buồn, lo hay sự phán xét, vân vân. Và hãy thì thầm trong đầu, thì thầm trong tâm trí của mình: tôi đang thuộc về hiện tại. Tôi ở đây, ngay lúc này. Hãy đưa bản thân có mặt trong hiện tại bằng lời thì thầm: tôi thuộc về hiện tại. Tôi ở đây, ngay lúc này.
rồi mình nhìn sâu vào trong chính mình, xem mình có hệ thống niềm tin gì. Chính hệ thống niềm tin đã chi phối ta có cảm xúc tiêu cực. Có phải mình tin rằng mình là nạn nhân? Có phải mình tin rằng mọi thứ sẽ luôn bất ổn, mọi thứ sẽ không khác đi? Có phải mình tin rằng mình là kẻ yếu đuối, thất bại? Mình là kẻ không được coi trọng, không được tin tưởng? Hãy nhìn sâu vào hệ thống niềm tin bên trong mình. Niềm tin là những suy nghĩ không có thật chi phối cảm xúc của bạn. Niềm tin sẽ không thể sống sót nếu bạn có mặt trong hiện tại. Khi bạn đưa tâm trí có mặt trong hiện tại, thì hệ thống niềm tin kia sẽ không thể tồn tại. Bởi vậy, hãy kết nối sâu với cơ thể, tâm trí vào khoảnh khắc hiện tại này. Hãy nhìn sâu tiếp theo, xem cơ thể mình có cảm giác gì khi bạn có niềm tin tiêu cực. Cơ thể bạn đang không ổn ở đâu? Tim và ngực có khó chịu hay không? Bạn bị căng tức ở đâu? Bị siết chặt ở đâu? Nơi không ổn trên cơ thể là vùng nào? Hãy xem xét những phần cơ thể bị tổn thương. Và chúng ta hít thở tự nhiên, hít thở thư giãn, mang năng lượng của hơi thở, mang năng lượng của sự có mặt này đến chữa lành cho vùng cơ thể tổn thương. Mỗi lần hít thở là một lần cảm nhận vùng tổn thương đang được cấp năng lượng, đang cân bằng và được chữa lành. Và nhìn sâu tiếp theo, xem vùng tổn thương đang cần điều gì từ ta. Có phải vùng tổn thương đang cần ta chấp nhận, cần ta yêu thương và làm bạn? Vùng đau khổ tổn thương đã cố gắng bảo vệ ta trước sự tấn công bên ngoài. Nếu không có sự căng tức, sự đau khổ, sự tổn thương, thì chúng ta có thể bị chết não, hoặc chúng ta tự hủy hoại bản thân. Vì vậy, vùng tổn thương, vùng đau đớn đang cố gắng bảo vệ ta.
hãy gửi thông điệp đến vùng đau khổ bên trong mình. Tôi cảm ơn bạn đã bảo vệ tôi trước biến cố. Đó là cách tốt nhất bạn đã nỗ lực bảo vệ tôi. Tôi xin dâng hiến nỗi đau khổ này cho bản thể rộng lớn, để nỗi đau này được thuộc về một vùng trời bình yên, để nỗi đau này được pha loãng, được làm lành, được nghỉ ngơi. Tôi biết ơn chính mình đang xoa dịu, ôm ấp nỗi đau. Tôi biết ơn bản thân đang thực hành 4 bước chánh niệm. Và dường như sau bài thiền ngắn này, tôi cảm nhận một sự hiện diện của bản thân rõ nét trong khoảnh khắc hiện tại. Bình thường tôi phán xét bản thân mình, tôi lãng quên bản thân mình trong hiện tại. Nhưng giờ đây tôi thấy rõ sự hiện diện của mình trong hiện tại. Sự có mặt của tôi là một sự vi diệu. Tôi đang có mặt trong một trái tim rộng mở, dịu dàng và tin vào chính mình. Cảm ơn các cô chú, anh chị. Chúng ta đang thực hành chánh niệm, một bài thiền ngắn cùng Hiên Dương. Và chúng ta hãy trân quý sự tồn tại, sự có mặt của mình, được thở, được ngồi và được thực hành cùng nhau. Chúng ta có thể mở mắt ra và quay lại buổi chia sẻ hôm nay. Nếu chúng ta cảm thấy mình được nhận một chút lợi lạc, một sự hiện diện bình yên, thì chúng ta hãy gõ xuống số 2 cho Hiên Dương được biết là chúng ta đang có một sự bình an, một sự lợi lạc và cảm nhận được sự hiện diện của bản thân mình trong khoảnh khắc hiện tại. Hãy gõ xuống số 2 ở phần bình luận để chúng ta trân quý chính sự hiện diện của mình ở trong hiện tại này. Khi thế giới còn có những khói bom đạn lửa, khi rất nhiều vùng đất vẫn có những em bé chết vì đói, chết vì bạo lực, và có rất nhiều người đang phải giành giật sự sống từng giây phút, thì chúng ta vẫn được thở, được ngồi, được hiện diện và được lắng nghe, được chia sẻ cùng nhau. Thì đó là một điều mà chúng ta cần phải trân quý chính cái sự hiện diện tồn tại của mình. Và đó cũng chính là công thức của sự chữa lành, là nơi nương tựa đầu tiên đích thực mà Hiên Dương muốn chia sẻ. Đó là nương tựa vào con đường đi đúng đắn. Và chúng ta sẽ đến với nơi nương tựa đích thực thứ 2.